Xin chào mời chị và các bạn đến với kênh Đầu tư từ đâu. Chúng ta bắt đầu phần nhận định thị trường phiên ngày hôm nay. Như vậy là ngày hôm nay là một cái ngày mà chúng ta thấy là có cái việc là dấu ấn của khối nội. Đấy, khi mà VN-Index đóng cửa phiên tăng 3,5 điểm với thanh khoản sau khi trừ thỏa thuận là 11.000 tỷ và vượt khỏi cái mốc 1070. Trong khi đó nhà đầu tư nước ngoài lại bán ròng lên đến 468 tỷ trên giá đô. Đấy, như vậy là rõ ràng là với việc cầu nội mua khỏe như vậy cũng đấy là một cái tín hiệu khá là tích cực. Đấy, tuy nhiên là cũng nhiều nhà đầu tư cũng đang cũng hỏi tôi là liệu là với cái việc bứt ra khỏi cái vùng 1070 như thế này thế còn lên luôn được cái khu vực 1090 hay không, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nhìn kỹ vào cái thanh khoản của cái phiên vượt ngày hôm nay thì chúng ta thấy là mặc dù là cao hơn so với bình quân của 20 phiên, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn so với cả những cái cây nến đỏ phân phối, đặc biệt là cái cây nến đỏ phân phối của cái ngày 15 tháng 5 tức là ngày bứt phá thất bại ấy, thì chúng ta thấy là thanh khoản hụt thấp hơn. Thế thì với cái trạng thái như vậy thì tôi nghĩ rằng là có khả năng đấy, kể cả trong một cái kịch bản tích cực, bởi vì là bây giờ là cái trạng thái động lượng cũng đang đang tốt, thì có thể VN Index tôi nghĩ là có thể qua được cái khu vực 1070, nhưng vẫn sẽ cần thời gian đấy, để kiểm tra lại cái vùng 1070 có thể tích lũy quanh củng cố thêm đấy, sau đó thì mới lên được cái khu vực 1090 đấy. Tại vì thực sự là với việc nhà đầu tư nước ngoài đấy, bán ròng, và đặc biệt là nếu mà chúng ta nhìn kỹ là bán ròng ở cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đấy, trong rổ VN30 thì chúng ta thanh ngày hôm nay bán ròng là lên đến 253 tỷ, cao hơn so với trước đó phiên trước đó đấy, và chiếm đến hơn nửa cái tỷ trọng bán ròng ở nước ngoài trên sàn đô. Thế thì chúng ta biết rằng là khi mà tập trung bán ròng ở nhóm vốn hóa lớn như vậy thì chỉ số rất là khó lên mạnh. Đấy, tuy nhiên là với cái trạng thái chỉ số lên mạnh thì chúng ta chỉ cần lưu ý một số lưu ý thôi. Đấy, thứ nhất là chúng ta có thể là chúng ta tránh ra khỏi những cái cổ phiếu vốn hóa lớn. Đấy, thực sự là cái việc mà tạm thời thoái lui khỏi hoặc là không tập trung nhiều vào những cổ phiếu vốn hóa lớn thì cũng là một cái xu hướng khoảng độ 2 tuần nay là chúng ta cũng đã cảnh báo với nhau rồi đấy, và tập trung nhiều hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa đấy. Và với cái trạng thái, chỉ có điều thêm một cái nữa là nếu mà chúng ta đã có sẵn tỷ trọng cổ phiếu rồi thì tôi nghĩ rằng là ở cái thời điểm này không nhất thiết phải gia tăng, bởi vì là mặc dù là cái sức mạnh thị trường chung còn đà lên rồi, sức mạnh thị trường chung là mạnh dần, nhưng chúng ta thấy là cái đường thống kê xác suất cũng lên quanh khu vực 90% rồi, và khi mà lên cái xác suất lên khu vực quanh 90% thì chúng ta sẽ cần là chúng ta chỉ có thể yên tâm nếu mà cái dòng tiền mua lên thuyết phục. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy đây những cái phiên mua lên như phiên ngày hôm nay thì dòng tiền nó không lấn át quá nhiều được so với cả những cái phiên mà điều chỉnh. Thế thì chúng ta nghĩ là có thể là dòng tiền duy trì mức vừa phải. Thế nếu mà vừa phải như vậy thì tỷ trọng tôi nghĩ là ở khu vực này chúng ta giữ khoảng độ 30% là phù hợp. Thế nếu mà anh chị nào đã có sẵn tỷ trọng 30% rồi đấy, thì có thể giữ nguyên để chờ chốt lời đấy. Còn nếu mà chúng ta khi mà chúng ta chưa có một cái tỷ trọng nào thì bắt buộc là chúng ta cũng phải nên có, bởi vì là với trạng thái thị trường như này mặc dù là lên khu vực 1090 có thể chưa lên ngay đấy, nhưng nó vẫn có một cái xác suất có thể lên được cái khu vực 1090 và chúng ta có thể tận dụng để chúng ta kiếm lời. Đấy, chỉ có điều là mua khoảng 3%. Cái thứ hai là bởi vì nhà đầu tư nước ngoài đang bán mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì chúng ta phải tập trung vào vốn hóa vừa đấy, và chúng ta lưu ý tí nữa tôi sẽ chia sẻ những cái cổ phiếu mua thì chúng ta lưu ý cái vùng mua để làm sao nó tối ưu nhất đấy, chứ cũng không phải là giá nào chúng ta cũng mua được đấy. Ví dụ như là chúng ta thấy là ví dụ như ngày hôm nay có những cái cổ phiếu như PVD chẳng hạn, mặc dù rất là khỏe đấy, nhưng nếu mà chúng ta xu thế động lượng khỏe, xu hướng giá khỏe, nhưng nếu mà chúng ta vẫn cứ mua sau khi cổ phiếu ấy từ vùng tích lũy tăng lên mạnh và chuẩn bị gặp cái ngưỡng cản mạnh khu vực 238 mà chúng ta mua thì thực sự là có thể sẽ không hiệu quả ngay. Đấy, có thể phải cần thêm thời gian củng cố, sau đó thì mới có thể bứt ra được cái 238. Thế thì chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta tìm những cái điểm mua cho nó tối ưu hơn. Đấy, tất nhiên là mọi thứ tính toán thì nó cũng chỉ đúng đến khoảng độ 6-7% thôi, nhưng nếu mà chúng ta cứ duy trì cái trạng thái một cái trạng thái xác suất lớn thì về cơ bản dài hạn chúng ta sẽ thành công thôi. Đối với cả giao dịch trên thị trường phái sinh thì chúng ta thấy là sức mạnh của VN30 cũng chuyển được sang mạnh dần, mặc dù là cũng rất là vất vả đấy để mà thắng được cái áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đấy, thì cũng đòi hỏi là cũng mất thời gian, và VN30 M1M chật vật mãi mới vượt được khỏi cái khu vực 1064. Thế bây giờ thì có thể canh long, nhưng có thể là nếu mà anh chị nào mà tương đối nhạy thì có thể thực ra long từ ngay từ trong phiên ngày hôm nay có những cái lúc khoảng
Khi mà ở cái thời điểm bắt đầu bứt phá là bắt đầu xác nhận ở cái khung 15 phút đấy, những cái tín hiệu động lượng theo khung 15 phút ở cái khu vực thời điểm khoảng độ 13 giờ 45 thì xác nhận những cái tín hiệu tích cực để chúng ta có thể canh lo quanh khu vực 0.64. Nhưng nếu mà muốn cẩn thận hơn, tại vì thực ra cũng không nên vội ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tại vì vốn hóa lớn đang chịu cái áp lực bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài đấy, thì tôi nghĩ rằng là vẫn canh lo ở trên khu vực 0.64 thôi đấy, nhưng có thể chờ xác nhận thêm cái tín hiệu đảo chiều trên đồ thị ngày đấy, đảo chiều stop RSI đấy, đường màu xanh cắt lên đường màu cam đấy, khi đấy có thể chúng ta sẽ không lo được ở những cái giá thấp 1064 1065, có thể chúng ta phải lo ở quanh khu vực 1067, nhưng tôi nghĩ không vấn đề gì, tại vì là nếu mà cái chỉ báo động lượng cùng với xu hướng giá và xu hướng động lượng tích cực thì hoàn toàn có thể khi đấy kỳ vọng cái vùng mục tiêu lên đến cái Fibo 0.382 hẳn cái vùng khu vực khoảng 1083 1084 đấy, thì khi đấy chúng ta vẫn có thể lo được ở quanh khu vực 1067 1068. Cắt lỗ nếu mà chúng ta lo khi mà có tín hiệu cộng hưởng giữa xu hướng giá và xu hướng động lượng thì chúng ta sẽ để ở khu vực khoảng 1063. Tôi nghĩ nếu mà lo ở khu vực khoảng 1067 1068 thì chắc là cũng chỉ để cắt lỗ ở khu vực 1063 thôi, tại vì nếu mà lên đến có cả chỉ báo động lượng tích cực, xu hướng giá tích cực lên đến khu vực 1067, 1068 rồi mà gãy khỏi khu vực 1063 thì có thể cái xu hướng tăng sẽ rất là khó đi lên. Đấy, thì nhiều khi nó sẽ có thể lúc đấy nó sẽ không lên lên tiếp, mà thậm chí là nó sẽ quay về lại cái khu vực Fibo 0.618 ở phía dưới là khu vực 1045. Thế lúc đấy chúng ta phải cắt ở khu vực 1063 thôi. Đấy, thì đối với kịch bản long thì trong ngày mai thì chúng ta sẽ chờ cái xác nhận thêm đấy, của chỉ báo động lượng nữa thì có thể chúng ta canh long. Rồi đối với nhóm cổ phiếu thì chúng ta sẽ chuyển sang vào cái nhóm trên công cụ khuyến nghị Fit. Thực ra nếu mà xét về nhóm cổ phiếu vốn hóa mượn, nếu mà xét về mặt thống kê xác suất thì tôi cũng không thích lắm, bởi vì vòng tròn xác suất màu vàng có nghĩa là có thể đang ở bắt đầu lựa chọn cổ phiếu ở trong cái danh mục của vốn hóa vừa này cũng khó. Thực ra nó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chúng ta thấy là bây giờ xác suất như vừa nãy tôi chia sẻ với anh chị là xác suất nó cũng lên đến cái vùng đỉnh xác suất quanh 90%, và cái dòng tiền mua lên nó cũng không quá thuyết phục. Thì thực sự là mở vị thế mua ở đây thì chúng ta cũng xác nhận là nó vẫn có cơ hội thành công, nhưng nó sẽ không phải là quá cao để mà chúng ta có thể mua mạnh, và chúng ta có thể mua giữ một cái tỷ trọng khoảng 30% là phù hợp. Thế thì kể cả câu chuyện là cái xu hướng xác suất tức là cụ thể cách đây 10 phiên khuyến nghị là khoảng 18 mã, nhưng xác suất lại chúng ta chỉ thấy đúng được khoảng 61% thôi, tức là thấp hơn so với bình quân một tháng là khoảng 65% 65-68%, nhưng vẫn ít ra vẫn duy trì được cái tỷ suất sinh lời bình quân là dương, dương khoảng 2,89% trong vòng 2 tuần. Thế chúng ta lựa chọn trong danh mục này thì vẫn có khả năng thành công đấy, mặc dù xác suất thành công có thể sẽ không lên được đến 6-7%, nhưng cũng có thể thành công được khoảng 40%, 40-50%. Đấy, nhưng nếu mà chúng ta kết hợp thêm đấy, kết hợp thêm những cái yếu tố tuân thủ nguyên tắc là không mua mua đuổi quá xa khỏi nền giá, hoặc là mua khi kết hợp giữa chỉ báo đo động lượng và chỉ báo đo 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 xu hướng giá và xu hướng động lượng, rồi là mua khi mà cổ phiếu không quá gần cái ngưỡng cản, thì tôi nghĩ xác suất thành công của chúng ta cũng sẽ cao. Đấy, thì chúng ta có thể lựa chọn trong những cái cổ phiếu này. Đấy, chúng ta sẽ lược qua một loạt các cái cổ phiếu trong cái danh mục vốn hóa vừa đấy, để xem là những cổ phiếu nào là ổn nhất. Đầu tiên là sell 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 ổn, động lượng bắt đầu cũng có tín hiệu đảo chiều đường màu xanh, bắt đầu là cũng chuẩn bị cắt lên đường màu cam. Thế nếu mà ngày mai duy trì tiếp ở quanh cái khu vực 26, tức là không chỉ cần không gãy cái khu vực Fibo 0.618 vùng 258 ấy, thì tôi nghĩ là có thể mua đấy, mua nhưng nhớ là tỷ trọng nhá, chúng ta tuân thủ nguyên tắc tỷ trọng đấy, và lợi nhuận kỳ vọng nhịp này thì chúng ta vẫn kỳ vọng là lên khu vực khoảng 38. Cắt lỗ thì chúng ta sẽ nâng lên khu vực tạo đáy giai đoạn vừa rồi, thấp nhất mấy phiên vừa rồi nó sẽ khu vực khoảng 24.9 sẽ là vùng cắt lỗ đấy, còn vùng chốt lời sẽ là khu vực 38 đấy. Và lưu ý là mua thì nên kiểm tra đợi cho cổ phiếu xác nhận là không gãy cái vùng 25.8 đấy, và tín hiệu động lượng stop RSI đường màu xanh cắt lên màu cam thì tôi nghĩ có thể xem xét mua, nhớ là tuân thủ nguyên tắc tỷ trọng nữa. MBS tôi nghĩ cũng ổn, bắt đầu có tín hiệu động lượng cải thiện đấy, và chúng ta mua quanh khu vực này. Trước mắt thì nó sẽ có cái cản khu vực 18.4, thế thì mua tối đa là 17.4, cắt lỗ chúng ta sẽ để
cái đường MA20 đây là khu vực 16.8, như vậy có thể mua 17.4 này, cắt lỗ 16.8 này, kỳ vọng trước mắt sẽ lên khu vực 18.4, nếu vượt khỏi 18.4 thì có thể nâng cái kỳ vọng lên khu vực khoảng 21.2 đấy. Nhưng lưu ý là khi mà cổ phiếu vượt khỏi cái khu vực 18.3, 18.4 thì chúng ta sẽ nâng cái chặn dưới của chúng ta lên khu vực 18.3 để đề phòng là gì, cổ phiếu không lên được 21.2 sau đó là quay trở lại cắt xuống 18.3 thì chúng ta chốt hết luôn. Trường hợp VCI thì tôi nghĩ là nên đợi thêm, tích lũy thêm. Đấy, sau khi mà nó bứt lên khỏi cái khu vực cản 33.4 thì tôi nghĩ là sẽ cần khoảng độ vài phiên củng cố. Thế thì cũng khoảng độ 2 phiên củng cố rồi, có thể đợi thêm 1-2 phiên nữa. Đấy, nếu mà 1-2 phiên nữa cũng không gãy cái khu vực 335 đấy thì chúng ta có thể mở mua quanh 34. Đấy, cắt lỗ thì chúng ta có thể nâng lên khu vực không để M20 nữa, mà nếu mà củng cố xong rồi thì chúng ta cắt lỗ sẽ để khu vực 328 tương đương với đường MA5 hiện tại. Đấy, chốt lời thì chúng ta sẽ kỳ vọng nhịp này lên khu vực 38. PVS thì tôi nghĩ là PVS phải chờ thêm, PVS như vậy là không có cái kịch bản điều chỉnh, như vậy bây giờ sẽ chờ cái kịch bản tích lũy. Thì tích lũy bây giờ thì nếu mà để mà cổ phiếu đi lên tiếp, tức là kỳ vọng lên khu vực 318 thì tôi nghĩ là sẽ cần phải tích lũy quanh cái khu vực 28 cho đến 285 này. Đấy, tích lũy ít nhất là 1 tuần, thì chúng ta có thể đợi thêm khoảng độ vài phiên nữa rồi chúng ta tính. PVD cũng tương tự PVS. Đấy, PVD thì bây giờ cái kịch bản PVD thì vẫn có khả năng lùi. Đấy, bởi vì là khác với PVS đã vượt được cái cản trên. Đấy, PVD thì bây giờ là vượt thất bại và đóng nến đỏ như này thì hoàn toàn có thể sẽ có cái việc lùi về kiểm tra lại cái đường M5 khu vực khoảng 224, 225. Thế nếu mà lùi về khoảng khu vực 22.6 tôi nghĩ có thể xem mua được. Đấy, và cắt lỗ chúng ta sẽ để ở cái khu vực đường 20, khu vực 213, và nhịp này sẽ kỳ vọng là nó lùi về lấy đà xong thì sẽ kỳ vọng sẽ vượt ra khỏi cái khu vực 238 và vươn lên cái giá mục tiêu tiếp theo là 27. Đấy, tại vì nhóm cổ phiếu dầu khí gần đây cũng khá là nhiều tin tức tốt nên chúng ta có thể kỳ vọng. Cổ phiếu GEX, GEX thì cũng có thể xem xét được. GEX sau khi một thời gian tích lũy đấy, gặp cản, chúng ta để công thức rất đơn giản, gặp cản này đấy, chỉ báo động lượng đảo chiều này, chờ tích lũy xong đấy, tích lũy xong bây giờ bắt đầu chỉ báo động lượng, đường màu xanh có dấu hiệu cắt lên đường màu cam, như vậy tôi nghĩ là có thể xem xét mua quanh khu vực 14 năm đấy, kỳ vọng cái lợi nhuận mục tiêu ngắn hạn tiếp theo là khu vực 16.6 tương đương Fibo 0.382, cắt lỗ ngắn hạn chúng ta sẽ đẩy đẩy lên khu vực đường MA thấp nhất của 5 phiên vừa rồi, chúng ta sẽ đẩy lên khu vực 13.7. Nếu mà gãy khu vực 13.7 chúng ta sẽ cắt lỗ đấy, và mua quanh cái khu vực khoảng 10 14 năm, tôi nghĩ là ok, chốt lời ở 16.6. NT2, NT2 thì chắc là thôi, NT2 cũng mất cái điểm mua đẹp rồi. Đấy, đảo chiều đẹp nhất là mua cách đây phiên ngày hôm kia, đấy, phiên thứ 6 khi mà bắt đầu có tín hiệu sau một thời gian tích lũy này. Đấy, và có tín hiệu đảo chiều thì đầu phiên chúng ta mua lúc bắt đầu đảo chiều quanh khu vực 31 là đẹp nhất. Đấy, còn bây giờ thì chuẩn bị lên cản rồi. Đấy, bây giờ nếu mà muốn kỳ vọng là vượt khỏi cái cản Fibo 1.272 để vươn lên tiếp theo những cái giá mục tiêu tiếp theo, ví dụ Fibo 1.618 khu vực 37 thì tôi nghĩ sẽ cần thời gian tích lũy. Đấy, mỗi lần như thế này cổ phiếu sẽ mất thời gian tích lũy cỡ khoảng độ 1 đến 2 tuần. Đấy, thì tôi nghĩ là cũng không cần vội tại cái điểm này, tại vì điểm này nó không còn điểm mua đẹp nữa. SHS thì cũng có thể xem xét. Đấy, xem xét khi mà tín hiệu động lượng có tín hiệu đảo chiều. Trước mắt cái mục tiêu lợi nhuận mục tiêu sẽ là khu vực 11.8, cắt lỗ chúng ta sẽ đẩy lên có thể chắc là vẫn để khu vực 10.5 thôi. Thế mua quanh giá khoảng 11 tôi nghĩ là ổn. Đấy, cắt lỗ khoảng 10 10.5, chốt lời trước mắt là khu vực 11.9. Nếu nó vượt qua 11.11.9 thì có thể kỳ vọng lên cái khu vực lợi nhuận tiếp theo, giá mục tiêu tiếp theo là 13.7. Đấy, nhưng nếu mà khi vượt khoảng 11.9 thì chúng ta nên nâng cái chặn dưới của chúng ta lên khu vực 11 11.9 để đề phòng khi cổ phiếu không lên được cái khu vực 13.7 thì chúng ta có thể kịp chốt lời khi cổ phiếu gãy cái lại khu vực 11.9. HDG tôi nghĩ là cũng có thể xem xét. Thực ra mua đầu phiên hôm nay đẹp hơn, tức là bắt đầu tăng, tức là sau khi một nhịp gặp cái cản này, đấy, lùi về này, tích lũy lấy đà này, chỉ báo động lượng cải thiện này thì có thể nhịp này sẽ bứt, đấy, bứt ra khỏi cái vùng cản 35 để vươn lên cái giá mục tiêu tiếp theo Fibo 0.5 vùng 39. Đấy, nhưng chúng ta lưu ý là chúng ta mua thì mua, tôi nghĩ là mua quanh khu vực 35 thôi, cắt lỗ chúng ta có thể đẩy lên cái vùng giá khoảng 33.6. Đấy, thì đối với cả HDG tôi nghĩ cũng được. CTR thì tôi nghĩ là cũng được, nhưng bắt đầu lên CTR thì nên chờ chỉnh một phiên
Thực ra là nếu mà mua đầu phiên nay là đẹp nhất là mua quanh khu vực 675. Thế thì bây giờ lên 69 rồi thì có thể chờ phiên điều chỉnh về. Nếu mà mua có thể mua cao thì chấp nhận mua khoảng 68 thôi. Cắt lỗ thì chúng ta đẩy lên cái giá thấp nhất MA5, cắt lỗ sẽ để ở khu vực khoảng 663. Đấy, và cái ngưỡng chốt lời tiếp theo chúng ta sẽ kỳ vọng lên cái khu vực Fibo 1.0, khu vực khoảng 77.6. Hút HUT. HUT bắt đầu chỉ báo động lượng cũng cải thiện, cổ phiếu này rất dễ có thể bứt ra được cái khu vực 18.3. Thế thì có thể canh mua, thực ra những cái cổ phiếu này chúng ta có thể canh mua trong vùng tích lũy được. Có thể canh mua quanh khu vực 17.5, cắt lỗ chúng ta sẽ đẩy lên khu vực thấp nhất của một tuần gần đây là khoảng độ 16.5, và chúng ta kỳ vọng cái nhịp này sẽ chốt lời ở khu vực khoảng 20.9, tương đương Fibo 0.5. FTS, FTS thì thôi, đã bỏ lỡ cơ hội FTS tại vì chúng ta tính là cổ phiếu này đi lên một cái nhịp dài như vậy, tích lũy chưa đủ, thế thì chúng ta đã bỏ qua những cái điểm mua bắt đầu khi mà cổ phiếu bắt đầu bứt phá khỏi cái khu vực Fibo 0.5 vùng 26.1, thì bây giờ nó đã nhoài ra khỏi xa rồi, để chuẩn bị đến cái ngưỡng chốt lời Fibo 0.618 vùng 293, thì theo tôi là bỏ qua luôn. Đấy, chứ cũng không quyến luyến gì những cổ phiếu này, có rất nhiều cổ phiếu khác có thể mua đẹp hơn. GEG cũng có thể xem xét, bắt đầu chỉ báo động lượng đảo chiều, cổ phiếu này bắt đầu cũng tích lũy thành công và khẳng định được cái vùng Fibo 0.5 vùng 16.1 trở thành cái vùng hỗ trợ mới, thì có thể mua quanh cái khu vực khoảng 16.3, 16.4. Đấy, cái ngưỡng lợi nhuận tiếp theo kỳ vọng sẽ lên cái khu vực Fibo 0.618 vùng 17.9, và cắt lỗ chúng ta sẽ để ở khu vực đường MA5 khu vực khoảng độ 15.8. Cổ phiếu BCG. BCG tôi nghĩ là cũng là ổn. Đấy, bắt đầu cũng tích lũy đủ rồi. Đấy, và chỉ báo đo động lượng cũng bắt đầu cải thiện. Chúng ta có thể canh mua quanh khu vực khoảng 8.7. Cắt lỗ chúng ta có thể đẩy lên giá thấp nhất của 5 phiên trở lại đây, có thể đẩy lên khu vực 8.4. Kỳ vọng lợi nhuận nhịp này hy vọng là đã tích lũy đủ rồi thì sẽ bứt ra khỏi cái Fibo 0.382 vùng 9.2 để vươn lên cái lợi nhuận mục tiêu tiếp theo là Fibo 0.5 vùng 10.6. Cổ phiếu C4G, C4G thì thực ra đầu phiên ngày hôm nay mua đẹp hơn. C4G đầu phiên ngày hôm nay đã có tín hiệu đảo chiều, thực ra mua đẹp nhất là quanh khu vực khoảng độ 13, 13.1. Thế nếu mà ngày mai mà điều chỉnh về quanh khu vực khoảng 13.1, 13.2 tôi nghĩ có thể xem xét mua. Cắt lỗ chúng ta sẽ để ở khu vực khoảng thấp nhất 5 phiên trở lại đây là khu vực khoảng độ 12 năm. Chốt lời chúng ta sẽ kỳ vọng nhịp này lên khu vực giá mục tiêu là 14.8. VTP thì tôi nghĩ là gần ngưỡng cản rồi. Đấy, và chỉ báo động lượng chuẩn bị có tín hiệu đường màu xanh cắt xuống đường màu cam đây thôi. VTP chúng ta bỏ qua điểm mua. Cổ phiếu tiếp là CII. CII ngày hôm nay cũng tăng mạnh quá rồi. Đấy, thực ra đầu phiên ngày hôm nay có tín hiệu đảo chiều động lượng thì thực ra mua đầu phiên ngày hôm nay quanh cái nền giá quanh khu vực 10 15.4 là đẹp nhất. Thế bây giờ nó nhảy lên chuẩn bị gặp cái cản Fibo 0.382 vùng 16.4 rồi thì theo tôi cái vùng này không còn điểm mua đẹp nữa. Đấy, nếu mà chúng ta có sẵn cổ phiếu thì chúng ta chờ chốt thôi. HDC. HDC thì cũng có tín hiệu đảo chiều động lượng, như vậy có thể tích lũy ổn rồi, có thể canh mua, kỳ vọng cái nhịp này lên lại khu vực 377. Cắt lỗ chúng ta sẽ nâng lên thấp nhất của 5 phiên ở khu vực 336. SSC cũng có tín hiệu đảo chiều động lượng rồi, như vậy là chúng ta cũng có thể là canh mua quanh khu vực 33.75, kỳ vọng nhịp này tích lũy đủ sẽ bứt ra khỏi Fibo 0.382 vùng 34.2. Hướng đến cái vùng mục tiêu là quanh khu vực 385. Đấy, và cắt lỗ chúng ta sẽ để ở khu vực đường thấp nhất 5 phiên trở lại đây khu vực 325. Đấy, như vậy là một số các cái cổ phiếu vốn hóa vừa như tôi vừa chia sẻ có điểm mua thì các anh chị có thể tận dụng mua, nhưng lưu ý là gì, chúng ta lưu ý cái tỷ trọng tham gia, nếu chúng ta chưa có tỷ trọng cổ phiếu thì có thể mua ở cái mức tỷ trọng khoảng 20 đến 30%, lựa chọn khoảng 1 đến 2 cổ phiếu hoặc là tối đa là khoảng 3 cổ phiếu, chúng ta có thể chia ra khoảng độ 2 3 ngành nghề, có thể là bất động sản, chứng khoán, đấy, để chia vào như vậy. Đấy, ngoài ra là chúng ta sẽ tuân thủ cái nguyên tắc cắt lỗ nếu cổ phiếu bị vi phạm. Đấy, ngoài ra là cái ngưỡng chốt lời thì một phần chúng ta có thể chốt lời chủ động, một phần chúng ta lại trượt theo chặn dưới, và khi cổ phiếu gãy khỏi chặn dưới thì chúng ta bán hết. Thế thì hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của tôi sẽ hỗ trợ được cho các anh chị và các bạn trong quá trình ra quyết định. Đấy, nếu các anh chị và các bạn vẫn gặp khó khăn thì có thể liên hệ mở tài khoản với ID 4088 của eBroker để tham gia các cái nhóm tư vấn trong phiên dịch chúng tôi. Đấy, ngoài ra nếu các anh chị cảm thấy cái video tôi vừa chia sẻ là hữu ích thì có thể like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh.
Thế một lần nữa thì cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của Đầu tư từ đâu.